mẫu chiêu dương hoàng hậu đông tề. Đông tề có đúng là hoàng hậu sẽ khải ngẫu tư cầm? Phải, ái hậu của trẫm khải ngẫu tư cầm đó. Sự quyết định hơn thua sẽ theo lời giao kết. Tâu hoàng hậu, hoàng hậu nhìn kỹ chưa? Tôi xin mách cho bà rõ, dây đàn bằng cước sen nhỏ hơn sợi tóc, và ngón tay của bà tay của bà có thể bóp chết một người. Ngụy sư giả đừng lo, hãy xem ta khải đàn. Mời bà. Nam mô cầu sư mẫu Lê Sơn, giúp vô diễm khải ngẫu tư cầm bảo an đề. Tử tôn Yên sứ, Yên sứ có đọc sách